Dạo này trời mưa thế là thèm bánh tráng nướng quá mọi người, nên hôm nay Bách Hoa Xanh sẽ làm bánh tráng nướng chảo theo kiểu nhà có gì làm đó và chia sẻ cách làm cho mọi người nha. Nguyên liệu các bạn theo dõi trên màn hình giúp mình. Đầu tiên mình sẽ vết đơ thực vật lên bánh rồi đánh trứng đổ vào. Nếu mà không khéo tay thì mọi người đổ ít trứng như mình cho khỏi chảy ra khỏi bánh nha. Xong rồi mình sẽ xếp xúc xích lên, cho topping thịt xào rút khô cùng với phô mai con bà cười và hành lá. Tiếp đó thì mình bật bếp ở lửa nhỏ, trứng hơi chín thì mình xịt tương ớt với mayonnaise lên rồi gập đôi bánh lại, nướng mỗi mặt thêm 2 phút nữa là được rồi. Mình sẽ nướng thêm một cây bánh và cũng với những bước như trước, nhưng mà bánh này mình không gập đôi lại nên sau khi bật lửa khoảng 3 phút thì mình mới đổ thêm trứng ra sát viền. Làm cách này thì trứng sẽ không bị chảy ra ngoài chảo nha. Và đã xong rồi, ta da, cùng thưởng thức thôi nào. Miếng bánh tráng nướng nóng hổi, phần đá bánh giòn tan, phần nhân phía trên thơm lừng, vị bùi béo của trứng và phô mai đậm đà của tép khô. Xúc xích cắn một miếng rồi là chị muốn cắn thêm miếng nữa, vậy là không cần đi Đà Lạt, bạn cũng có thể tái hiện lại món này ngay tại căn nhà của mình cho những người thân yêu. Hãy cùng làm thử với Bánh Hoa Xanh nha.